chi bộ cơ quan Thành hội Người mù Hà Nội. Tài liệu tuyên truyền. Lời giới thiệu, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ 5, đã thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết số 18 NQ-TVK về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 NQ-TVK về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 20 NQ-TVK về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 NQ-TVK về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Để giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức biên soạn, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản các tài liệu. Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và tuyên truyền trong nhân dân. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và tuyên truyền trong nhân dân, gồm 4 chuyên đề. Chuyên đề 1, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Chuyên đề 2, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyên đề 3, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chuyên đề 4, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu cùng bạn đọc, tháng 7 năm 2022, Ban tuyên giáo Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, chịu trách nhiệm xuất bản, Giám đốc Tổng biên tập, PSC, Tiến sĩ, Phạm Minh Tuấn. Chịu trách nhiệm nội dung, Phó Giám đốc Phó Tổng Biên tập, Thạc sĩ, Phạm Thị Thinh, Biên tập, Thạc sĩ, Bùi Thị Ánh Hồng, Thạc sĩ, Đỗ Phương Mai, Nguyễn Mai Thảo Nhung, Trình Bày Bìa, Đường Hồng Mai, Chế bản Vi Tính, Nguyễn Quỳnh Lan, Sửa bản in, Phòng Biên tập Kỹ thuật, Đọc sách mẫu, Phương Mai Thảo Nhung.